trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thay pin iPhone 8, iPhone 8 Plus tại nhà. Ở đây mình mới mua pin chính hãng ha, dung lượng cao. So với pin theo máy thì mấy pin này chất lượng khá tốt nha các bạn. Thì trước tiên đối với những pin chính hãng này thì các bạn có thể tháo ra rồi các bạn. Ở đây có cái mã QR nè. Các bạn dùng một cái ứng dụng mà các bạn quét nha. Coi cái tình trạng pin như thế nào, rồi cái thời hạn bảo hành như thế nào. Đó là pin Vsense chính hãng nha các bạn. Ở đây mình sẽ có 4 cái miếng băng keo hai mặt dùng để dán vô cái phần thân máy với cục pin. Rồi các bạn có thể dùng bất kỳ điện thoại nào cũng được. Như đây mình dùng chính con iPhone 8 này luôn. Rồi các bạn có thể cài một cái ứng dụng là QR Scanner để các bạn check được cái thông tin của pin này. Đây là một pin có mã QR. Nào, các bạn quét một cái là nó sẽ ra cái thông tin nè. Cái mã code của nó. Rồi. Các bạn vô trang của nó nè, nó nói nè: xin vui lòng là nhập cái số điện thoại của bạn để biết thêm chi tiết và cái dịch vụ bảo hành, thì các bạn nhập số điện thoại của bạn vô ha. Ở đây là cách để mà các bạn nhập được một số cái thông tin bảo hành của pin Vsense chính hãng nha. Rồi ở đây mình sẽ tiến hành mình thay pin iPhone 8 này. Trước tiên thì các bạn có thể tắt nguồn nha. Rồi mình tiến hành mình bấm máy nha. Nhất là các bạn lấy cái vít sao ha, các bạn mở hai góc đuôi. Rồi. Tiếp theo đối với những cái máy zin mà chưa từng bung lần nào thì các bạn có thể sấy ha, sấy cho nó nóng. Mình dùng một cái máy sấy. Tại vì bên đây là có cái băng keo hai mặt á. Các bạn sấy phần dưới trước nha. Rồi cái đây là vị trí đó mình mở ra. Trường hợp mà những cái máy mà đã từng tháo rồi á, hoặc là ta chưa dán ron keo hoặc ron hai mặt á, thì mở ra rất dễ. Mình chỉ kêu dùng cục thích này, mình dùng cái đồ nạy mà nạy lên xíu thôi. Còn ở đây mình dùng máy sấy tóc mà mình hơi cho nó cái lớp băng keo hai mặt nó mềm ra một xíu. Rồi tiếp theo mình sẽ dùng một cục hít ra. Rồi mình nạy lên. Dùng cái lưỡi lam. Các bạn nạy lên nè. Các bạn dở kiểm tra cái khe này.
để từ từ ha. Rồi các bạn nhét cái lưỡi lam vô. Đây. Các bạn kéo ra. Rồi trường hợp mà nó khá cứng á thì các bạn cứ sấy ha, sấy cho nó nóng một xíu. Ngay cạnh cạnh viền thôi. Rồi sau đó các bạn dùng ngón tay của mình á, các bạn cố gắng tranh thủ các bạn nhét vô nha. Nhét vô nảy cái này lên, tại vì cái keo hai mặt ở đây nó mềm á. Đó các bạn. Kéo. Dùng hai móng tay luôn ha. Kéo từ từ ra. Còn những cái trường hợp nào á mà nó còn cứng á thì các bạn có thể dùng cái máy sấy tóc các bạn sấy nữa. Cái keo nó nóng, keo nó mềm ra mình dễ tháo hơn. Các bạn hạn chế dùng cái lưỡi lam nha, tại vì coi chừng nó xước cái viền bên đây nè. Rồi. Ở bên tay phải của mình á là cái socket của màn hình, socket pin ha. Nói chung mà socket nó nằm hoàn toàn phía bên tay phải. Thì cái phía bên tay trái mình lật vào phía bên tay trái qua bên tay phải. Đây, mình đã mở được cái màn hình rồi. Đây, còn dính keo này. Khá chắc. Rồi tiếp theo mình sẽ tiến hành mình tháo socket pin ha. Ở đây có một cái siêu pin. Nó có 4 con ốc. Phía dưới này nè. Mình sẽ dùng cái bút ba ke mình tháo. Các bạn nhớ giữ cố định, giữ chặt nha. Dừng đứt cáp màn hình đó. Ở phía trên đó, ba con ốc trên đó là ba con ốc ngắn. Ốc phía dưới là ốc dài. Và cái ốc ngắn thì nó dài bằng nhau nên mình không cần quan tâm. Mình chỉ cần nhớ cái vị trí của nó thôi. Tí nữa bạn các bạn ráp lại á, đừng lộn là. Rồi, mình đã tháo xong cái ốc giữ miếng siêu. Rồi, đây là cái siêu của nó. Tiếp theo á, các bạn nhìn cái vị trí socket thứ hai. Đây là socket của pin ha. Các bạn có thể dùng móng tay các bạn lẫy lên. Đây, đây là cái socket pin. Rồi các bạn chú ý quan sát cho mình nè. Đây cục pin của nó. Cái viền này là không có nha. Còn mấy cái viền ở dưới nè,
là có hai cái miếng băng dính màu đen, thì các bạn nạy lên, các bạn tháo socket bên ra trước nha. Đây là hai cái băng dính đó, mình sẽ kéo ra luôn. Đây là miếng băng keo hai mặt. Ở đây các bạn giữ cố định cái màn hình lại, rồi các bạn dùng tay á, các bạn kéo, nhớ giữ chặt nha, đừng có làm hư màn hình. Các bạn nếu an toàn thì các bạn dùng cái vít ba chấu, các bạn tháo socket màn hình này ra luôn. Còn ở đây mình không làm cái đó, mình làm trực tiếp luôn. À, kéo từ từ thôi, kéo ra phía ngoài. Nhớ giữ cố định chặt cái màn hình thôi, nó hư. Hơi cứng nha, lắc qua lắc lại á. Cái miếng băng keo thứ hai á, mình cũng làm tương tự. À, các bạn nắm kéo nào, kéo qua kéo lại ha. Nhớ giữ chặt cái màn hình nha. Còn trường hợp các bạn mà cảm thấy là không an toàn á, thì các bạn tháo cái socket màn hình ra hết, rồi mình làm cho nó ổn. Cái keo này nó dai, nó chắc, thì mình làm cẩn thận là được. Rồi, mình lấy ra được nè. Tại cái keo của nó khá dài. Như vậy đã xong, mình tiến hành mình tháo cục pin ra. Đây, mình dùng một cái nạy nhỏ ha. Mình nạy lên. Khá đơn giản ha. Đây cục pin cũ của nó. Cái việc còn lại á, mình chỉ cần lấy cái pin Bisen của mình thay vô. Cái pin Bisen của mình á, cái dung lượng khá tốt nha, xài được khá lâu. Cái dòng của nó là 3190 mAh. Pin này so với pin chính hãng là nó tốt hơn và cái dung lượng nó xài cao hơn. Thì các bạn cứ check mã QR ở đây nè. Rồi, trước tiên các bạn khoan gắn cái băng keo hai mặt này vô. Mình gắn cục pin vô mình thử trước. Các bạn gắn socket vô nha. Rồi, sau đó các bạn khởi động nguồn. Rồi tiếp theo đây mình sẽ tháo cục pin ra, mình dán băng keo hai mặt cho nó.
đối với cách làm của mình á, là không cần phải tháo cái socket màn hình ra để tránh ảnh hưởng á, nhiều bạn không khéo á, các bạn đụng chạm đến mainboard á, hoặc là hư làm hư socket ha. Thì đây mình không làm ấy, nhưng mà mình giữ chặt, nhớ như các bạn giữ chặt cái màn hình lại. Rồi mình tiến hành mình dán cái băng keo hai mặt. Đây là một cái miếng băng keo hai mặt của nó, thì bạn canh sao cho mấy phần đen nè nó nằm ép lên cái thân phía dưới này nha, cái đuôi á là được. Rồi cái mặt đây á, nè các bạn ép ém nha nè. Cái đường đen đen phía trên nè, các bạn cho nó lố một xíu cũng được nha, so với không thẳng hàng cho nó cao cao hơn một xíu được. Rồi mình tiến hành mình làm. Nè mình tháo cái miếng dưới ra. Rồi các bạn ém vô. Các bạn thấy dáng không được đẹp, nhưng mà miễn sao là nó đủ cái tiêu chuẩn để mà nó dán kính pin được rồi. Đây dán chặt vô, ép cho chặt vô là ok ha. Rồi đây các bạn kéo lên đây nè, thấy không, đứng nhẹ xuống rồi vuốt, các bạn vuốt phía dưới. Rồi thì khi mà mình muốn tháo pin ra mình thay á, thì mình lấy cái như cái lưỡi lam hoặc là cái dao á, mình nảy nảy cái này lên rồi mình kéo ra. Như cái quá trình mà hôm nay mình tháo keo cục pin ra. Rồi như vậy đã xong nha các bạn. Rồi mình được kéo ra thôi. Thì hai mặt á, các bạn làm tương tự nha. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ gắn lại cục pin vô cái máy điện thoại. Rồi sau khi mà các bạn dán 4 miếng keo như thế này, rồi mình sẽ lắp lại vô máy điện thoại. Các bạn gắn socket vô trước. Đây mình giữ chặt nha. Rồi mình để cho các bạn thả xuống thôi. Rồi mình chuẩn bị mình cân chỉnh chốc socket. Rồi đúng ngàm ok ha. Khi nó đã ôm sát với cái socket bên dưới rồi, mình chỉnh lại pin. Các bạn có thể điều chỉnh nè, lắc lên, chỉnh di chuyển phía trên phía dưới ha. Rồi các bạn nhấn xuống một xíu, vuốt nhẹ cho băng keo hai mặt á dính vô nhau. Rồi mình mở nguồn lên mình thử test thử trước khi mình gắn siêu vô. Rồi nó lên nguồn là ok nha. Rồi tắt nguồn đi. Thôi mình gắn lại siêu. Cái siêu á bạn, các bạn có thể canh mấy cái lỗ này nè. Đó, các bạn nhìn nè, ở đây á ba cái lỗ này á là cái ốc ngắn ha, còn cái lỗ phía dưới này là ốc dài. Ba cái ốc ngắn á thì nó bằng nhau. Rồi mình chỉ cần đặt đúng vị trí thôi. Ở đây á, mình sẽ xiết con ốc giữa trước.
Rồi sau đó mình xiết tất cả các con ốc còn lại. Ba ốc trên là ốc bằng nhau hết, ốc ngắn. Đây con ốc dài ha. Còn để cho nó phía dưới. Rồi mình siết chặt lại lần nữa. Đây. Như vậy là đã xong nha. Rồi các bạn chỉ cần bóp mấy cái ngàm này vô nè. Ở đây có mấy cái ngàm. Ngàm màn hình đó, mình bóp lại vô là xong. Bóp cho nó kín vô được rồi. Đừng để cho nó hở nha. Mình vuốt nhẹ nhẹ. Rồi, cuối cùng hai ốc mình sao á, mình bắt vô. Như vậy là ok. Rồi, mình test thôi. Rồi, mình kiểm tra lại lần nữa. Kiểm tra cảm ứng nè. Tại vì mấy cái socket màn hình với socket camera gì đó mình không có đụng chạm vô ha. Nếu các bạn yên tâm một phần nào, mình chỉ có thay socket pin thôi. Rồi các bạn vô phần pin các bạn kiểm tra. Ở đây mình vô phần pin mình kiểm tra. Đây tình trạng pin nè. Dung lượng là 100%. Ngoài ra các bạn có thể dùng bao tool ha, các bạn check cái tình trạng pin này nha. Đó là video này mình đã hướng dẫn các bạn cách thay pin Pisense chính hãng cho cái dòng iPhone 8, iPhone 8 Plus. Pin này dung lượng cao hơn cái pin theo máy. Rồi video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.